Xin chào tất cả các bạn. Thật vui khi mà chúng ta lại được gặp nhau trong chuyên mục Chuyện cuối tuần trên kênh YouTube Báo Nghệ An. Và số đầu tiên của chuyên mục đầu năm mới 2021 này, chúng ta sẽ nhỏ to tâm sự về điều gì đây nhỉ? Các bạn ơi, điều gì sẽ ập đến đầu tiên trong suy nghĩ của bạn nếu như được hỏi về cảm xúc bước vào năm mới? Đối với Hương Thảo thì thời khắc năm mới là những nỗi háo hức mới lại bừng dậy. Mặc dù là đã qua tuổi mộng mơ từ rất lâu rồi, thế nhưng mà chưa bao giờ Thảo ngừng háo hức và khao khát được bay ra thế giới, đến những chân trời mới chưa từng đến và lao đi trên những cung đường xa xôi nào đó. Và xét cho cùng, thế giới thật rộng mà ta chỉ được sống có một lần. Nhiều người tâm sự rằng, cảm giác bao trùm mỗi khi nhìn những tờ lịch cuối cùng của năm mỏng đi luôn là những niềm hy vọng và những điều tốt đẹp hơn, nhất là sau khi đã sống qua một năm u ám và đầy mất mát do loại virus quái ác gây ra trên khắp thế giới. Những con phố vắng lặng, những bản tin buồn bã, những cuộc sống bị cướp đi, những nỗi sợ hãi và lo lắng lan tràn. Năm qua, sự lan rộng của virus đã tước đi của chúng ta không chỉ cuộc sống của nhiều người, làm phá sản rất nhiều doanh nghiệp, ngăn cản những dòng đi lại giữa các quốc gia và châu lục, mà còn tàn phá một điều giản dị nhất, tưởng như có rất bình thường, sự tiếp xúc với nhau giữa những con người. Chúng ta trở nên yếu đuối nhất khi đại dịch rút con người khỏi các mối quan hệ của họ. Thế nhưng cũng đã đánh thức một điều sâu kín mang tính bản năng nhất của mỗi người. Chúng ta cần nhau để không chỉ sống mà còn sống tốt đẹp hơn lên. Những gì giản dị đã mất đi ấy khiến cho chúng ta nhận ra rằng hạnh phúc thực ra không phải quá cao xa và khó vươn tới. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được gặp gỡ, ôm hôn và cà phê với một ai đó, là mỗi sáng thức dậy được nghe thấy tiếng chim hót và những dòng chảy của cuộc sống trên đường phố, là nhận ra rằng vì cuộc sống thật mong manh, thế nên cần sống tốt, tích cực hơn, lạc quan hơn cho hiện tại và trân trọng hơn để gìn giữ những gì chưa mất đi. Chỉ vậy thôi, liệu có quá khó khăn không đối với mỗi chúng ta? Hương Thảo tin là không, nếu như ai cũng nhận thức điều đó. Thế nhưng bởi mỗi một cá thể trên thế giới này khác nhau, thế nên cuộc sống của tất cả cũng sẽ hướng theo những chiều khác nhau. Những xung đột vẫn xảy ra ở nhiều nơi, bất kể là năm cũ hay năm mới. Trái đất vẫn không ngừng nóng lên và biến đổi khí hậu là một mối đe dọa nghiêm trọng cho tương lai. Đại dịch chỉ là một trong rất nhiều những sự nhắc nhở của tự nhiên đối với chúng ta, cảnh báo rằng sự bất trắc luôn rình rập tất cả. Thế nhưng dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn cứ hy vọng vào những điều tốt đẹp bạn nhé. Hãy nghĩ đến những gì tuyệt vời nhất sẽ đến với ta và mọi người trong năm mới dưới những bông pháo hoa nở rực trên bầu trời. Có bạn hỏi rằng, làm thế nào để sống hạnh phúc hơn trong năm mới? Thật ra thì hạnh phúc là thứ cảm xúc thật khó để định nghĩa. Hạnh phúc đến thường chẳng báo trước bao giờ, cũng chẳng có chuẩn mực nào để phân định là hạnh phúc to hay bé, hạnh phúc lớn hay kém. Có người, hạnh phúc là khoảnh khắc gặp lại người thân yêu sau nhiều năm xa cách. Lại có người, hạnh phúc đơn giản là gỡ được một dự án khó nhằn. Hạnh phúc trong tình yêu đôi lứa, hạnh phúc trong tình thân bạn bè. Nói thế để biết có muôn hình vạn trạng hạnh phúc. Thế nhưng mà bạn biết không, hạnh phúc không nhất thiết phải trông chờ vào người khác mang đến, mà tự bản thân mỗi người cũng có thể tạo ra. Nào, hãy cùng với Hương Thảo và Chuyện cuối tuần cùng pha chế một ly nước hạnh phúc cho năm mới bằng những bí quyết sống đẹp nhé! Trước tiên, bạn cần sống chậm lại và tận hưởng từng khoảnh khắc trong cuộc sống. Thảo biết rằng là bạn luôn có nhiều việc bận rộn, thế nhưng mà hãy nghĩ như thế này, bạn còn có cả một cuộc đời để bận rộn. Thế nên hãy tự thưởng cho bản thân đôi ba giờ chậm rãi để cảm nhận, để nhấm nháp, để thư thả. Bạn có thể sử dụng khoảng trống này để ngủ, làm vườn, đọc sách hoặc dành thời gian cho gia đình. Bạn cũng có thể dành khoảng thời gian rảnh rỗi này, chẳng để làm gì cả. Có thêm không gian thảnh thơi trong cuộc sống sẽ mang lại cho nhiều cơ hội để kích hoạt sự thư giãn và nguồn cảm hứng mới cho giai đoạn tiếp theo, có đúng không nào? Bạn thân mến, năm mới cũng đừng quá khắt khe với bản thân với thức ăn. Thảo biết có nhiều bạn gặp chứng ám ảnh về giảm cân, ám ảnh đến mức mà nhìn thấy bất cứ thứ gì cũng tính ra được hàm lượng calo nạp vào, bao nhiêu phần trăm chất béo, đạm và đường. Bảo vệ sức khỏe và giữ bóc dáng đẹp là điều tốt, thế nhưng mà đừng để mọi thứ trở thành nỗi ám ảnh mệt mỏi. Rốt cuộc thì, bạn làm đẹp là vì điều gì? Là vì để sống tự tin và vui vẻ hơn. Nhưng quá khắt khe với bản thân như thế thì bạn có vui được không? Dĩ nhiên là Thảo không chỉ trích hay là khuyến khích các bạn từ bỏ các chế độ ăn uống hạn chế hiện tại. Thế nhưng mà mong các bạn hãy ăn với niềm vui, hãy để thức ăn làm hạnh phúc lại cho các bạn. Thử mèo nhỏ này nhé! Thực hành ăn uống có chánh niệm. Khi thưởng thức món ăn, bạn có thể tập ăn uống một cách chánh niệm. Thay vì ăn trọn một thanh sô-cô-la, hãy tận hưởng khoảnh khắc, nhấm nháp từng miếng.
Điều này sẽ giúp cho bạn duy trì một thói quen lành mạnh và giảm lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Công thức sống hạnh phúc trong năm mới không thể thiếu liều thuốc mang tên là vận động. Hãy nói thật đi, năm qua bạn là một trong những người lười biếng vận động nhất thế giới có phải không? Luôn luôn có những lý do để bạn nằm trên giường. Nào là trời quá lạnh, nào là bạn quá đói, nào là đường phố quá bụi bặm, nào là phòng tập ở xa nhà quá. Bạn ơi, hãy sốc lại bản thân và duy trì lối sống lành mạnh hơn nhé. Hãy đặt ra từng mục tiêu ngắn hạn và cố gắng thực hiện chúng đều đặn, biến chúng thành thói quen. Tập thể dục có tác động sâu sắc đến hạnh phúc vì đó là một chiến lược hiệu quả để vượt qua trầm cảm. Phân tích 3 nhóm nguyên nhân được điều trị trầm cảm bằng 3 phương pháp khác nhau là thuốc, tập thể dục hoặc cả hai. Kết quả mặc dù là cả 3 nhóm đều cải thiện mức độ hạnh phúc của họ sớm, thế nhưng mà đánh giá theo dõi 6 tháng sau đó đã chứng minh là hoàn toàn khác nhau. Nhóm điều trị thuốc có 38% tái phát trầm cảm trở lại. Những người trong nhóm kết hợp chỉ tốt hơn một chút, với tỷ lệ tái phát là 31%. Đáng lưu ý là nhóm tập thể dục, tỷ lệ tái phát của họ chỉ có 9%. Những người hoạt động về thể chất, vận động thường xuyên, có sự nhiệt tình và vui vẻ cao hơn những người khác. Nguyên nhân do tập thể dục có tác dụng làm cho não giải phóng các hóa chất được gọi là endorphin, giúp tâm trạng vui vẻ và thoải mái hơn. Một điều quan trọng khác mà Hương Thảo muốn gửi tới tất cả các bạn, đó là hãy tăng cường kết nối hơn nữa. Năm 2020 là một năm rất khó khăn đối với nhiều người, đặc biệt là khi đại dịch diễn ra. Vì vậy, năm mới 2021 này, cho dù bạn có thể đến thăm gia đình hoặc bạn bè hay không, cho dù đó là trực tiếp hay trực tuyến, hãy dành thời gian để kết nối với những người mà bạn yêu thương, có những cuộc trò chuyện dài, hấp dẫn, có ý nghĩa, có lắng nghe và kết nối. Có quan niệm cho rằng hạnh phúc thực sự chỉ là cách để cảm nhận được nhiều hơn những tình cảm từ gia đình và bạn bè. Một cuộc điều tra diện rộng với câu hỏi điều gì làm cho bạn hạnh phúc thì có đến 75% người được hỏi trả lời rằng là đời sống gia đình. Và ngược lại, tâm trạng cô đơn làm người ta cảm thấy bất hạnh và dễ gây lo lắng, chán nản. Các nghiên cứu cho thấy rằng các mối quan hệ và cách giúp đỡ người khác là những nhân tố quan trọng trong việc sống lâu, sống hạnh phúc. Vì vậy, duy trì liên lạc với gia đình, kết bạn với những người bạn tâm giao, lạc quan và giúp cảm nhận tốt hơn về chính mình. Tiếp xúc và xây dựng các mối quan hệ đồng nghiệp tốt có thể khiến nơi bạn làm việc trở nên dễ chịu hơn nhiều. Khuyến khích thiện chí và hợp tác để có thể thực hiện tốt công việc được giao. Tương tác với những người có cùng sở thích cũng tạo động cơ đạt được mục tiêu của mình. Điều này xảy ra do trong quá trình tương tác như vậy thì serotonin và dopamine, những chất dẫn truyền thần kinh chịu trách nhiệm về cảm giác hạnh phúc và thư giãn, được phóng thích vào cơ thể. Hệ quả là cơ thể của chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn khi tham gia vào tương tác xã hội. Bạn biết không, buồn phiền, đau khổ góp phần làm cho các hormone trong cơ thể gây nên stress, đưa chúng ta vào tâm trạng tồi tệ. Hãy tập thói quen nở nụ cười và chào hỏi khi gặp người quen. Bạn sẽ thấy rằng cử chỉ nhỏ này có thể làm tan băng mối quan hệ xã giao của bạn nhanh đến thế nào. Mỉm cười là một cách để giảm sự căng thẳng gây ra bởi một tình huống khó chịu. Bằng chứng khoa học cho thấy rằng khi mỉm cười, cho dù bạn có đang hạnh phúc hay không, tâm trạng của bạn cũng sẽ được cải thiện, suy nghĩ cũng trở nên tốt hơn. Vì vậy, mỉm cười với tất cả các thời gian nếu bạn có thể. Mỉm cười củng cố hạnh phúc, tương tự như hạnh phúc gây ra mỉm cười. Một nụ cười cũng là một cách tốt để giảm phần nào nỗi đau. Thống kê cho thấy những người mỉm cười khi đau đớn có chỉ số đau ít hơn những người có giữ khuôn mặt bình thản. Và điều cuối cùng, khoa học đã chứng minh hít thở không khí trong lành là một cách để giảm căng thẳng, giải tỏa âu lo, tăng sức đề kháng, giúp tinh thần sảng khoái và cơ thể khỏe khoắn hơn. Một nghiên cứu cho thấy rằng chỉ cần 20 phút ở ngoài trời trong điều kiện thời tiết tốt, sắp xếp trong lịch trình đi làm hoặc thậm chí trong giờ nghỉ trưa hàng ngày của mọi người không chỉ thúc đẩy tâm trạng tích cực mà còn có tác dụng mở rộng suy nghĩ và cải thiện trí nhớ làm việc. Thư giãn ở nơi thoáng đãng hoặc gần biển, trong nắng ấm của một buổi chiều cuối tuần cũng là cách thú vị để thưởng thức cuộc sống, giúp cho mọi người cảm nhận hạnh phúc hơn so với môi trường của đô thị. Bạn thân mến, rõ ràng là hạnh phúc đến từ nhiều điều cụ thể ở ngoài quanh ta, những nhân tố liên quan mật thiết đến cuộc sống hàng ngày của mọi người. Tạo dựng chúng thành thói quen tốt, tâm lý tích cực, đặt chúng cạnh nhau với tỷ lệ thích hợp trong từng trường hợp, chắc hẳn sẽ góp phần nâng cao sức khỏe, mang lại cho tâm hồn mỗi người nhiều niềm vui và cảm thấy hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Và Hương Thảo chúc cho các bạn một năm mới luôn hanh thông, hạnh phúc và luôn nhớ tới chuyện cuối tuần vào lúc 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần nhé. Còn bây giờ,
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.